Văn Toàn muốn bù đắp cho 3 tháng mất tích ở Hàn Quốc. Văn Toàn gần như mất tích, không được thi đấu bất kể một trận nào trong suốt 3 tháng qua ở Hàn Quốc. Tiền đạo sinh năm 1996 đang nỗ lực tập luyện, quyết tâm thể hiện bản thân nếu được trao cơ hội vào sân ở trận giao hữu gặp Palestine sắp tới. Kể từ khi trở lại Hàn Quốc sau đợt tập trung cùng đội tuyển Việt Nam ở giai đoạn FIFA Days tháng 6 vừa qua, Văn Toàn bỗng dưng mất tích trong đội hình của Seoul Elen. Ban đầu, tiền đạo người Hải Dương được xác định đã gặp phải chấn thương nặng ở tay, không thể tập luyện, thi đấu suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, ngay cả khi đã bình phục hoàn toàn chấn thương, sẵn sàng thi đấu trở lại, Văn Toàn cũng không được huấn luyện viên Park Chong Ki-un đưa vào danh sách đăng ký thi đấu của Seoul Elen ở K League 2. Trước khi trở về cùng đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6, Văn Toàn thường xuyên được ra sân trong đội hình thi đấu chính thức của Seoul Elen. Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai về cơ bản đã thi đấu tròn vai mỗi khi có mặt trên sân. Đá chính nhiều, nhưng Văn Toàn thường được rút ra sân ở khoảng phút 60. Thế nên, việc chân sút gốc Hải Dương phải nằm ngoài kế hoạch sử dụng của ông Park Chong Ki-un cũng để lại một dấu hỏi lớn. Theo tiết lộ của ông Park, Văn Toàn đã gặp một số vấn đề cá nhân nên không thể tập trung vào tập luyện. Điều này khiến anh đánh mất vị trí ở Seoul Elen. Trong chia sẻ mới nhất với truyền thông, Văn Toàn cũng thẳng thắn tâm sự, trong giai đoạn vừa rồi, tôi đã không được thi đấu nhiều. Thời gian tập cũng ít vì bản thân chấn thương và có một chuyện cá nhân khác. Khi trở lại, tôi vẫn tập với các đồng đội bình thường. Ở Hàn Quốc tôi vẫn ổn và không cảm thấy khó chịu. Văn Toàn chia sẻ thêm, việc luyện tập được duy trì, nhưng quan trọng nhất vẫn là tinh thần. Dù mọi việc ở Hàn Quốc khá áp lực, nhiều nhưng tôi vẫn cố gắng giữ tinh thần tốt nhất để tập luyện và thi đấu. Văn Toàn đang khát khao thể hiện bản thân trước huấn luyện viên Chu Si. Sau giai đoạn không được thi đấu, gặp nhiều stress, Văn Toàn thừa nhận bản thân đã vui hơn khi được trở về tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Trở về tập trung đội tuyển lần này tôi rất vui. Khoảng thời gian ở nước ngoài không được gặp nhiều người Việt Nam nên khá buồn. Về đây gặp các anh em, tôi cảm thấy có động lực hơn, mọi người hỏi nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, Văn Toàn nói. Chân sút sinh năm 1996 cho biết bản thân đang nỗ lực thích nghi để quen dần với chiến thuật mà huấn luyện viên Chu Si đề ra. Văn Toàn mới chỉ được đá ít phút trong trận gặp Syria hồi tháng 6. Thế nên, anh rất khát khao muốn thể hiện bản thân ở trận sắp tới với Palestine. Đây là một đội bóng Tây Á có lối chơi khó chịu. Mong đây sẽ là trận đấu đẹp mắt để phục vụ người hâm mộ Việt Nam. Bản thân tôi hy vọng sẽ được vào sân và được thi đấu và cố gắng hoàn thành mục tiêu của mình vì lâu rồi chưa tham gia trận chính thức nào. Văn Toàn nhấn mạnh.